Xin chào tất cả bác. Hôm nay Thảo Dược Miền Giao xin tiếp tục chuỗi series giới thiệu về cây Thảo Dược gửi đến tất cả các bác. Và cái cây hôm nay mà Thảo Dược Miền Giao muốn gửi đến đó chính là một cái cây mà cây này thì Thảo Dược Miền Giao cũng không biết tiếng phổ thông gọi như nào. Thì một lần nữa mong các bác thông cảm. Đây tôi sẽ tìm để cho các bác xem. Và nếu mà bác nào biết được cái thuốc này tên phổ thông là gì thì vui lòng để lại cho tôi một lời bình luận. Và cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác, cảm ơn các bác trước. Ra đây nó khá là rậm. Cây này là một cái vị thuốc trong bài thuốc dạ dày của tôi. Đây xin thưa với các bác là cây này là một cái vị thuốc nhé các bác nhé, trong cái bài thuốc chữa dạ dày đại tràng của tôi thì có, đây là một cái thành phần không thể thiếu cho cái bài thuốc đấy. Đây là các bạn này, không biết là các bác có biết được tên của cái cây thuốc này không. Đây là một cây cỏ nhé các bác nhé. Đấy, một cây cỏ, đồng thời nó là một cây thuốc có tác dụng điều trị viêm loét dạ dày, điều trị viêm dạ dày, viêm loét dạ dày đại tràng. Đây là một vị trong hơn 10 vị thuốc chúng ta dùng sử dụng kết hợp nha các bạn nhé. Nên sử dụng độc vị cây này thì nó sẽ không cho hiệu quả, chúng ta phải sử dụng kết hợp với lại khá là nhiều vị. Đấy, cây này thì chúng tôi gọi là mì chim, đấy là tiếng địa phương ở trên tôi hay gọi là địa chim, mì chim nhé các bạn nhé. Đây, mùa này thì nó chưa ra hoa, khi mà nó ra hoa thì nó sẽ ra hoa màu vàng vàng. Đây này các bạn thấy cái ngọn của nó chuẩn bị ra hoa rồi, đây chuẩn bị có hoa. Xin lỗi các bác là tôi đang sử dụng GoPro, tại vì là mùa này là mùa hè nên là nó ở trên tôi mưa khá là nhiều nên không thể sử dụng điện thoại được. Sử dụng điện thoại thì cái lúc mà gặp trời mưa ấy thì nó sẽ không quay được. Ngại nhất là khi mà mình đi đang tác nghiệp, đang lên rừng quay phim thì gặp trời mưa thì phải tắt máy. Nên là tôi có mua thêm một cái GoPro để mà chống nước, gặp trời mưa thì cũng có thể quay được để mà gửi đến tất cả các bác những cái hình ảnh rõ nhất. Tuy nhiên là một cái điều bất cập là cái GoPro này nó lại không lấy nét được, và không khi mà quay để gần thì nó lại không rõ, nên là tất cả các bác thông cảm. Quay trở lại cái vấn đề chính cái video hôm nay tôi muốn chia sẻ ở đây là, đây là cây mìa chim. Thì các bạn có thể thấy lá của nó hơi dài, có hình nó xẻ tương đối là sâu nhá. Đây có hình dài mũi mác này, nó có tương đối là nhiều lông, cả mặt trên và mặt dưới đều có lông nhé các bạn nhé. Cả thân của nó này các bạn có thể thấy, thân của nó thì không có lông. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ không thể nào mà lẫn lộn được cây này với những cái cây cỏ khác. Tại vì là cây này nó rất là dễ nhận dạng. Đây này.
không biết các bác có nhìn rõ không ạ? Đấy. Đây là một vị thuốc cho cái bài thuốc chữa dạ dày. Tôi tiết lộ một chút là cái bài thuốc dạ dày các bạn có thể kết hợp với lại cây khôi tía, kết hợp với lại cây dạ cẩm. Dạ cẩm là một cái thành phần chính, kết hợp với lại cây này này. Đây, cây này không biết là các bác có cần phải tôi nói ra tên không nhỉ. Đây là cây mã đề. Đấy. Tại sao phải sử dụng cây mã đề? Cây mã đề này là một cây lợi tiểu. Lợi tiểu rất là tốt. Đấy. Nó chứa một số cái thành phần tốt cho đường tiêu hóa. Với cây này này. Đấy. Đây là cây gọi là mì chim nha các bạn nhé. Nếu mà các bác xem cái clip này, thấy cái video này, thấy cái cây này mà biết tên phổ thông thì vui lòng cho tôi xin, và các bác để lại cái bình luận ở phía dưới để tôi biết cây này tên phổ thông được gọi là gì. Tôi rất là cảm ơn các bác. Tại vì là có thể là nhiều nơi, mỗi nơi mỗi khác, đồng thời là ở trên chúng tôi gọi cây này tên khác, còn ở chỗ các bác lại gọi tên khác nhau. Đấy, tuy nhiên rằng thì tựu chung lại nó là một cái thành phần không thể mà thiếu được trong cái vị thuốc chữa dạ dày đại tràng, viêm loét dạ dày đại tràng này, những cái triệu chứng ợ hơi, ợ chua, viêm hang vị này, trào ngược, thì chúng ta sử dụng cây này kết hợp với lại cây dạ cẩm, cây chè dây, mã đề và một vài cây chủ chốt ở trên rừng nữa. Đấy. Có bác nào có nhu cầu về cái vấn đề cây thuốc nam điều trị dạ dày, điều trị đại tràng, các bác nào bị loét từ là cấp tính hay mãn tính thì các bác vui lòng liên hệ cho tôi qua cái số điện thoại 0374 988 027. Đấy. Cái bài thuốc dạ dày thì đã được nhiều người sử dụng để mà chữa khỏi, tức là để đã được nhiều người tin tưởng ấy. Thì hôm nay tôi giới thiệu một chút về cây này thôi. Có thể là nhiều bác bảo tôi lan man, nhưng mà thật sự khi mà gặp những cây thuốc thì mình, một cái đặc biệt là khi mà mình không biết tên thì mình muốn nhiều bác xem được thì muốn các bác chỉ cho tôi tên phổ thông của những cái cây thuốc mà tôi không biết tên, để tôi hiểu rõ hơn và tôi tìm được nhiều thông tin hơn. Đấy, biết đâu là cây này nó không chỉ là có mỗi cái tác dụng chữa cái bệnh viêm loét dạ dày đại tràng mà nó còn có nhiều tác dụng khác nữa. Đấy, nên là tôi muốn mong sao tất cả các bác khi mà thấy cái clip của tôi ấy, những cái clip mà tôi đưa lên tôi giới thiệu, thì các bác vui lòng theo dõi, chú ý xem là những cái tác dụng mà tôi nêu ra có trùng với mà những cái tác dụng, những cái công dụng mà các bác biết hay không. Thì nếu mà không trùng hoặc là trùng khớp hoặc là thiếu thừa thì các bác vui lòng gửi một vài bình luận để cho tôi biết được nó là thiếu cái gì, nó là thừa cái gì. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Bác nào
biết tên cây thuốc này thì nhớ bình luận cho tôi về tên phổ thông nha. Còn tiếng giao của chúng tôi gọi là mì chim, đây là tiếng địa phương. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.